Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video ngày hôm nay giới thiệu bác mẫu xe đạp Gian XTC 800. Đây là phiên bản sản xuất năm 2020. Đây cũng khá là mới. Đó, một phiên bản Gian XTC cực kỳ đẹp, đang được trang bị bộ chuyển động gạt đúp Shimano DOG, cặp bánh 27,5 inch giảm xóc hơi, toàn bộ phần khung của chiếc xe là khung nhôm. Đó, thì chủ xe thì họ cũng có cái sự nâng cấp nhẹ lên chiếc xe, bộ vành bánh 27,5 này của Helix cộng với cả bộ Mayer bi vòng cuối lỗ. Bộ Mayer này cũng Helix này cũng là một cái loại phụ tùng xe đạp cũng khá là nổi tiếng, khá là nổi tiếng của lĩnh vực xe đạp, sử dụng nhôm SL, loại nhôm siêu nhẹ. Bộ Mayer này bánh rất là bon, nghe cái tiếng lỗ cũng hay, rất là hay. Sử dụng bộ đè Shimano DOG, bộ đùi xe cũng nâng cấp được bộ đùi Shimano SLX rất là đẹp, bộ đùi em SLX made in Japan. Phía trước là Shimano DOG. Phần ghi đông của chiếc xe đây thì cũng được trang bị bộ tay bấm, bên này là Shimano SLX, bên này là Shimano DOG. Cụm phanh dầu của Magura, phanh dầu cực kỳ là ngon, phanh dầu Magura rất là ngon. Giảm xóc của chiếc xe thì bộ giảm xóc hơi, giảm xóc hơi. Và bây giờ mình sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ Sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 42 cm, khóa yên tới tâm củ phốt 55 cm. Thì xe này phù hợp cho bác đi từ khoảng 1m62-63 đến khoảng 1m75 đi phù hợp. Sử dụng bộ chuyển động Shimano DOG với 10 tầng líp và 2 tầng đĩa, xe có 20 tốc độ khác nhau. Một chiếc xe Gian XTC 800 cấu hình rất là cao, đang bán tại cửa hàng mức giá thì có là 13.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác có quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.